với lại Revenge bắt được vị tướng này một cách rất là dễ dàng. Cho nên là bên phía Trey Sports không muốn chuyện đó diễn ra. Cái gánh nặng ở trong đội hình của họ nó không thể nào đến ở cả hai vị tướng là không còn. Đây sẽ là một pha thi đấu mà chúng ta thấy lao vào đang muốn bắt trước. Đó là vị trí của LeBron và LeBron vẫn có thể thoát về được trong tình huống vừa rồi. Tốc biến thiêu đốt, đây sẽ là mạng dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Trey Sports. Và chủ cá sấu này là người giành lợi thế và thậm chí rằng đây sẽ là mạng thứ hai không. Nhưng bây giờ cần phải về rất nhanh bởi vì August cũng đã đến rồi. Tháng 8 là tháng lời 8 trả lời của anh. Tốc biến không thành công đến từ vị trí của August. Tháng 8 à. Đội mục tiêu của Hu nắm rõ việc là vào lúc này hướng sức mạnh của mình không cho phép họ có thể chủ động hơn. Mikey đang bị rỉa máu, anh ta bút hơi quá nhanh. Cocky bật cho mình súng máy lên và trừ hết giáp. Chúng ta đang thấy tắc đi đầu, tắc rất lượng lưỡng. Cái góc này đang rất thích và đây là pha thi đấu mà LeBron muốn chủ động trước à, hơi khó. Cấu cho mình một ít rồi. Đây là pha thi đấu mà chúng ta thấy Mikey vào là hơi sâu. Trời ơi, Mikey làm cái gì thế này? Và đây là pha thi đấu mà các thành viên của bên phía đội tuyển Guhu họ thiếu người rồi. August còn rất thấp máu và đây sẽ là ngưỡng anh râu hiện tại chỉ còn nửa cây. Các thành viên của bên phía đội tuyển Guhu Gaming đang muốn set up cho tình huống này. Lao vào, móc tiếp tục là không trúng đến từ vị trí của Mikey và bây giờ sẽ là đòn hồi mã thương. Chiêu cuốn được tung ra vào vị trí của Chia. Tỏa siêu bom nữa nhưng Chia vẫn có thể sống được. Và trong cái đó thì bây giờ hết công cụ mở rồi. August lao vào trước. Hui Ba chưa bật cho mình, đó là đôi cánh chiến thuật. Còn Lee Sao vào trước. Đó là pha thi đấu bật làm choáng và anh ta dứt điểm được vị trí của người chơi đi rừng. Rất dễ dàng để trừng phạt được rồi và đó sẽ là một ơi. Đó là một pha thi đấu mà các thành viên của Hui Gaming họ không có rừng nhưng họ cướp được con rồng trong tình huống đó. LeBron là người cướp được rồng dành cho các thành viên của Hui Gaming và bây giờ họ sẽ trở về. Có thể trở về được không? Cố gắng lấy thêm một mạng nhưng đó là không thể. Nhưng với việc rừng họ mất người chơi đường trên và họ mất đi con Baron. Và đây là pha thi đấu mà chúng ta thấy rằng Hui Ba chưa lấy được mạng với chiếc August nhưng cái thức kiếm này. Và đó là pha thi đấu hồi cực kỳ nhiều máu và bây giờ Mikey vẫn là người đi trong tình huống này. Đang muốn lấy được mạng, lốc xoáy được tung ra nhưng đẩy qua tường là rất tốt. Nhưng đó là pha tốc biến theo đến từ vị trí của LeBron. Nhưng bây giờ là dương hai đôi cánh ra. Giờ thì cái son tiếp tục gây sức ép lên cái trụ này. Bây giờ chỉ có thể bấm được những cái icon là những chú ong đến từ vị trí của Spark thôi chứ có thể làm được gì bây giờ. Thậm chí rằng một mình cá sấu là đủ để có thể lấy được chiến thắng trong trận thi đấu này. Chúng ta cùng chờ xem đồng gác được tung ra. Bật cho mình tiếp tục là dương cho mình đôi cánh chiến trận. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho các thành viên. Trong khi đó bên phía bên kia chúng ta cũng đã biết rằng cái tỷ lệ thắng của Hui Ba nó khủng khiếp như thế nào. Với vị tướng phía đi rừng này, hồi trước là tôi đánh phía đi rừng khá là nhiều ấy. Có một cái điểm trăm của vị tướng Mỹ Hậu Vương này rồi. Còn đây là pha thi đấu tông ngay lập tức và đây là một pha thi đấu mà có lẽ đã bị đánh lừa đến từ vị trí của Lee Sao. Lee vậy sao có thể thoát về được không? Thả cá gọi là chặn đầu đến từ vị trí của Lee Sao nhưng tốc biến theo đến từ vị trí của August. Bây giờ mất chiêu thức rồi, một cú bổ là khá đau đến từ vị trí của anh chàng này và đang cố gắng đổi được mạng đến từ vị trí của Hui Ba. Chiêu cuối của Sena được tung ra, đây sẽ là pha thi đấu mà Hui Ba vẫn có mạng trong tình huống này. Anh ta có thể về được bởi vì Mikey cũng không còn cho mình những chiêu thức để có thể gây sát bạn thả cá thì có thể anh ta sẽ giúp người bạn mình có thể về được. Nhưng đây là pha thi đấu rồi. Đây là pha thi đấu chúng ta thấy được rằng tắc anh ta thi đấu cực kỳ áp đảo. Một pha sử dụng thùng rượu nổ khép góc là cực kỳ hay. Mặc dù cú tốc biến sau mình cũng đã mất đi cho mình là thần cá sấu rồi. Liệu anh ta có đủ cam đảm để mở ra hay không? Tắc vừa mới có một thủ lăng bụng không được sự chính xác cho lắm. Chiêu cuối tung ra của Chi Chi nó không đúng địa chỉ. Vào gớt vẫn còn có thể thoát đi được. Thả cá cũng không hay lắm nhưng ra trong pha combo lỗi tao gớt. Anh gớt quay ngược trở lại vị trí thả cá của đối phương. Món ta không còn quá nhiều. Lisa đang đập và đã bị hai gục rồi. Lisa cũng bị hai gục rồi, đang cố gắng tăng hình sống rất lâu. Lì thật sự Lee Sao sống cực kỳ lâu với 100 máu trừng phạt mục tiêu cơ mà. Không hiểu lắm là ta tính làm gì cả. Đây sẽ là hơi khó cho các viên của bên phía đội tuyển Wu Gaming ở trong những pha thi đấu sắp tới rồi. 3.000 tiền chênh lệch và tiếp tục là thả cá. Thả cá là dính, có tốc biến theo không? Và đó là mạng đến từ vị trí của Trey Sports. Quá mạnh, chú cá của Hui Ba đang có một đà tăng tiến sức mạnh nó quá vượt trội. Tắt combo vào người đối phương, chiêu cuối về không thể đẹp hơn được. Lên mình cực kỳ tập máu, lên mình đã bị hạ gục một lần nữa đi vào gục dành cho Tắt. Trong khi đó Chi Chi đang bắn vào người của Spark liên tục tốc biến outplay. Khỏi pha giữ chân rồi, lăn bụng cô Tắt một lần nữa chính xác. Và tháng 8 nó sẽ không tới sớm như vậy, double kill. Một lối lên đồ mà kiểu cảm giác là anh ta đang giàu, anh ta làm gì cũng đúng mà thôi. Và đây tiếp tục là một vài thi đấu, thùng rượu nổ nó tung ra, thả cá tất cả mọi thứ dồn vào cái cục đá vô tri đó. Và các thành viên của bên phía đội tuyển Trey Sports vẫn tiếp tục là người có mạng. Sốc chết được Chi Chi hay là Tắc bây giờ? Bởi vì kể cả là họ sốc chết được Chi Chi hay Tắc đầy một chiêu cuối. Outplay rất đơn giản, chiêu cuối ngược trở lại chính với người LeBron bên phía bên kia. LeBron đã phải bật chiêu cuối của mình để sống sót. Lee Sao bị dùng đam, Lee Sao nằm xuống. Và cơ hội đây chàng không. Trong khi đó thì Hui Ba cùng với những người đồng đội của mình đang cố gắng câu thời gian. Đánh ngược trở lại với những phát bắn rất chính xác từ Chi Chi. Trong khi đó khu vực dưới thì Rose duy nhất ở biểu đồ tiền chênh lệch mà chúng ta thấy thôi. Chiêu cuối chung ra không được sự chính xác cho lắm. Nhưng đây là chiêu cuối của Mikey, dùng chính xác vào người đối phương. Đó là Chi Chi này rất thấp máu, Chi Chi nằm xuống rồi. Mikey tốc biến khỏi giao tranh. Và xạ thủ từ bên phía của Trey Sport đã không còn. Liệu họ có muốn tiếp tục tấn công đối phương hay không? Rồi. Chống chịu của anh ta sẽ cực kỳ yếu. Khoan đã, Lee Sao bị bắt, anh ta ngay lập tức chim bồi của mình bật chiêu cuối. Ấn đồng hồ tự động luôn câu thời gian.
Và một người đang bị kẹt đó là Mikey. Mikey không rút về được, Mikey bị kẹt. Vata nằm xuống một lần nữa thì chưa cái khoảng thời gian về sau. Fizz là một trong những vị tướng rất là đặc biệt, bởi vì cái chiêu 2 của anh ta là gây sát thương phần trăm máu. Khoan đã, biến mất hoàn toàn, phù hợp với nhau quá tốt. Lemon bị bắt cho gần chết và anh ta đang cố gắng chạy về, anh ta vẫn đang chạy về được. Tốc biến đến từ Tắc nhẹ nhàng thiêu đốt đối phương, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Một người khác cũng đã bị hạ gục rồi. Và trận đấu có lẽ đây sẽ là thắng luôn, không cần đến con bùa lợi Baron, bởi vì Closer và Spark không có khả năng clear lính. Chiêu cuối được tung ra đến từ vị trí Spark có lẽ chỉ là gọi là câu giờ mà thôi, nhưng không thể nào làm gì khác được. Và đây là một chiến thắng 2-0, một chiến thắng mà khá bất ngờ khi đây là một trận thi đấu tâm điểm